Xin chào các bạn. Như các bạn biết đó, tẩy da chết là một bước quan trọng và không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da. Thông thường thì chúng ta sẽ thực hiện tẩy tế bào chết 1 đến 2 lần một tuần để giúp da luôn sạch và tươi mới. Hôm nay mình sẽ giới thiệu và review cho các bạn một sản phẩm khá là đặc biệt tới từ thương hiệu Murad, có tên là Murad Intensity C Radiance Peel. Đây là một loại tái tạo da bằng vitamin C. Khi sử dụng sản phẩm thì mình khá bất ngờ với loại tẩy tế bào chết này, bởi vì là không cần massage như dạng scrub hay là dạng nail, mà bạn chỉ cần thoa đều lên mặt và để nó lên trong khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch đi. Sau khi sử dụng xong sản phẩm này thì mình thấy da sáng hơn và mịn màng hơn rất là nhiều. Những cái nốt thâm mụn cũng mờ dần hẳn, trông như là mình mới vừa đi spa về vậy. Trong sản phẩm này có chứa glycolic acid, thì đây là một loại tẩy tế bào chết nhẹ dịu giúp làm mờ các vết sạm, lấy đi những tế bào mờ xỉn, đồng thời cải thiện cấu trúc da từ sâu bên trong. Thứ hai là vitamin C. Đây là một loại vitamin C thế hệ mới, theo hãng nhận định là như thế, và có khả năng bảo vệ da trước sự tấn công của các gốc tự do, giúp duy trì lại vẻ mịn màng, săn chắc cho làn da và tăng độ sáng cho làn da rạng rỡ. Thì đối với cách dùng thì bạn có thể sử dụng một lượng tinh chất vừa đủ và thoa nhẹ lên mặt, sau đó đợi khoảng 10 phút, dùng khăn ấm lau sạch và thấm khô. Thì lúc mà bạn thoa sản phẩm lên đó, bạn sẽ thấy có một chút cảm giác chân dích, nhưng mà không sao, đó chỉ là tác dụng của glycolic acid mà thôi. Đối với sản phẩm này thì bạn có thể dùng từ 1 đến 2 lần một tuần. Sau khi rửa sạch, lau khô rồi, bạn nên sử dụng thêm bước kem dưỡng ẩm để làn da được bổ trợ và luôn giữ được cái độ ẩm tự nhiên của da, giúp da mịn màng tươi mới. Thì trên đây là review của mình về sản phẩm Murad Intensity C Radiance Peel tái tạo da bằng vitamin C. Các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ trang web dưới đây. Và chúc các bạn có một làn da tự nhiên và xinh đẹp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.